sáng ngời công khai quốc, nghìn năm oanh liệt chí bình ngô. Đó là đôi câu đối được khắc trong văn bia Cương Quốc Công Tử, để ngợi khen vị tướng hùng tài đức đã phò Lê Lợi đánh bại quân Minh trong khởi nghĩa Lam Sơn, cùng các đời vua Lê dựng nên một triều đại thịnh trị nhất lịch sử phong kiến Việt Nam, thời đại hậu Lê, trở thành công thần hai lần khai quốc. Ông đã sống một đời khí chất, làm quan trải bốn triều vua, luôn bản lĩnh hào kiệt, trung quân ái quốc. Và cho đến khi trăm tuổi, bảo vật ông để lại không phải là châu báu vàng bạc hay di chúc, mà chỉ có duy nhất bản di huấn đặc biệt và kỳ lạ. Hậu thế gọi ông là Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Sinh năm 1397 tại làng Thượng Xá, huyện Chân Phúc, trấn Nghệ An, được mang cái tên Nguyễn Xí với ý nghĩa là ngọn đuốc sáng rực của họ Nguyễn. Hai anh em Nguyễn Xí được ông nội đưa ra đất Lam Sơn, Thanh Hóa. Ở đó, Nguyễn Xí không có điều kiện học hành chữ nghĩa, nhưng lại được trưởng thành cùng Lê Lợi, được cùng trai tráng thanh niên trong vùng luyện tập binh pháp, sớm tinh thông võ nghệ. Năm 1418, Lê Lợi xưng Bình Định Vương, phát động cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Hai anh em Nguyễn Biện, Nguyễn Xí cùng tham gia. Tướng Nguyễn Xí lúc đó 21 tuổi, thường theo bảo vệ Lê Lợi những lúc hiểm nghèo ở núi Chí Linh. Bắt đầu từ đó, ông cùng Lê Lợi vào sinh ra tử. Ông được Lê Lợi tin tưởng, giao trọng trách chỉ huy đánh thành Tốt Động, cùng Đinh Lễ tiến quân vây thành Đông Quan, góp phần làm nên các chiến thắng vang dội của nghĩa quân Nam Sơn, sấm vàng chớp giật ở Hồ Đằng, trúc trẻ cho bay ở Trà Lân, để Giang Sơn thu về một mối. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi lấy niên hiệu Thuận Thiên thứ nhất. Nguyễn Xí được nhà vua phong thượng tướng quân. Trải qua hai đời vua Lê kế tiếp với nhiều biến động. Năm 1459, Nguyễn Xí là người đứng lên trừ bọn phản loạn Lê Nghi Dân, Phạm Đồn, Phan Ban là phe cánh đã giết Lê Nhân Tông để đoạt ngôi vua. Sau đó Nguyễn Xí toàn quyền quyết định trong triều hậu Lê. Vẫn một lòng kiên định, lấy đạo hiếu trung để lập công chứ nhất định không làm phản. Ông đón hoàng tử Lê Tư Thành, là con trai thứ của vua Lê Thái Tông lập làm vua, gọi là vua Lê Thánh Tông. Từ đó, triều đại nhà Lê bước sang một trang sử mới, được sử sách đánh giá là vương triều phong kiến thịnh trị nhất lịch sử Việt Nam. Ngài là một người anh hùng giải phóng dân tộc, một vị tướng kiệt xuất thế kỷ thứ 15, đã cùng với Lê Lợi và nghĩa quân chiến thắng giặc Minh, giải phóng đất nước. Và tiếp đó, khi mà Đức Tổ Lê Lợi lên ngôi, thì Ngài đã phục vụ bốn triều vua, Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông. Đặc biệt là việc đứng ra chỉ huy và dẹp cái bọn phản loạn Lê Ngư Dân, để Lê Tư Thành lên làm vua, mà là vị vua Lê Thánh Tông, một vị vua anh minh nhất long trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Ngài là một vị có thể nói là dũng tướng, văn võ kiêm toàn, hầu thế đã vinh danh người hai lần khai quốc. Năm 1462, khi vua Lê Thánh Tông mới lên ngôi được 2 năm, Nguyễn Xí là tể tướng và những người con trai của ông đều làm quan lớn. Bằng sự nhạy cảm tài trí, Nguyễn Xí hiểu được những gièm pha trong ngoài. Người ta nơm nớp lo sợ ông Nguyễn Xí lật đổ nhà Lê. Chính vì lẽ đó, ngay khi sống khỏe mạnh và đang ở trên đỉnh cao của quyền lực, Nguyễn Xí đã quyết định viết di huấn để lại cho con cháu. Đó không chỉ là một sự trấn an, mà còn là một lời thề trung quân sâu sắc. Giữa cái vương triều biết bao chao đảo, biến thiên của lịch sử, nhưng Ngài một mực trung quân ái quốc đã thể hiện bản chất của một người rất rõ về lấy chữ hiếu để lập công và chỉ trung nghĩa hàng đầu. Cho nên sau khi Ngài cảm thấy điều kiện sức khỏe của người không ổn định, Ngài đã viết tấu trình nhà vua để làm di huấn, để căn dặn con cháu sau này phải giữ gìn gia phong gia pháp, thể hiện là con cháu của một dòng họ trung nghĩa. Mở đầu bản di huấn, Nguyễn Xí viết rất khiêm nhường, giản dị về xuất thân của mình. Ta, người đạo Hoan Châu, phủ Đức Quang, huyện Chân Phúc, xã Thượng Xá, họ Nguyễn. Cha ông ta mấy đời làm nghề nấu muối.
Sau đó, ông kể về cuộc đời vất vả nhưng vinh quang gắn với nghĩa quân Lam Sơn, gắn với sự yên nguy của quốc gia, dân tộc. Dù trong hoàn cảnh tình thế nào, vẫn coi lệnh vua phép nước là trên hết. Hoàng đế nghĩ đến ta là người có công to, mở mang cứu vớt, khí tiết trung trinh, sắc ban lộc điền cho ta là bậc công thần. Những lời lẽ thống thiết trong di huấn đã thể hiện rõ nét một khí quyết đạo đức đậm đặc cho đất nước ở thời Trung Đại. Đó chính là phong kiến đức trị uy nghiêm. Lấy đạo hiếu để lập công thì cái đạo hiếu đó chính là xây cho cái nền nhân đức, mà từ nền nhân đức đó đã xây thành hiện tài, và hiện tài là nguyên khí của quốc gia, hay nói một cách khác là sự trung nghĩa, lấy tổ quốc là trên hết, dân tộc là trên hết, lấy tình chung đặt trên tình riêng. Rồi ông viết về những người con của mình, những bổng lộc chức tước được vua ban tặng. Và trên tất cả, ông dặn con dạy cháu thật rõ ràng: nay các ngươi trông thấy nhà đẹp ruộng tốt, giàu có thì phải nghĩ đến nỗi vất vả chặt gai phá bụi của ta. Trông thấy cảnh ca nhi múa hát vui vẻ thì phải nghĩ đến thời ta phải gian khổ nằm tuyết gối đồng. Các ngươi con cháu phải cẩn thận giữ gìn gia pháp, lấy đạo hiếu để lập công. Đọc những cái lời người dạy bảo thì thấy rất mang cái ý nghĩa thật sự. Đời sống như vậy thì phải hiểu được cái thời kỳ là nằm vãi phát bụi, những cái thời kỳ gian khổ khó khăn. Hoặc là như thấy là các cái hoạt động gọi là ca nhi nhảy múa gì thế này, cái hoạt động văn nghệ, thì anh phải nghĩ đến là thời là năm tuyệt cuối đồng, là cái dạy bảo con cháu cái nếp sống rất nhân văn, rất văn hóa. Mà tôi nghĩ là văn hóa của từng gia đình, văn hóa của dòng họ con là văn hóa các dân tộc ta còn. Mà văn hóa các dân tộc ta còn thì đất nước ta còn. Một đặc điểm nữa, đó là di huấn của ông không bí mật, còn được nhà vua đóng ấn Hồng Đức Tam Nguyên, được công khai cho cả nước biết. Ấy cũng là cách để trình với nhà vua ý chí trung kiên của dòng họ, nhất dạ trước sau không lật đổ triều đình. Chính bởi cái tâm, cái tầm của bậc tể tướng biết sống khiêm cung, khiêm nhẫn ấy mà con cháu ông sau này vẫn tiếp tục được các triều vua trọng dụng, giữ đạo cha ông, theo nghiệp phù trợ quốc gia phồn thịnh, cương quyết không làm phản ngay cả khi nhà Lê suy vong. Người đã viết bản di huấn đó đưa cho vua Lê Thánh Tông, tức là người đứng đầu triều trên muôn triệu người, thay trời chăn dắt con dân. Vì như thế thì cái bản di huấn này mới được không lan tỏa ra khắp muôn dân, khắp trăm họ bách tính để cùng hướng theo và thực hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhân sinh do tổ. Thế đấy là một cái sự chấp nhận của quốc thể, nó có cái ý nghĩa rất lớn, tức là vượt ra ngoài tầm cái của một gia đình, của một dòng tộc, mà đấy là nó có phạm vi quốc gia, phạm vi dân tộc. Chính bởi những công lao ân đức Nguyễn Xí để lại cho đời, nên khi ông mất, vua Lê Thánh Tông vô cùng thương tiếc, bỏ vắng 3 ngày không ngự triều. Nhà vua ca ngợi ông bằng những từ ngữ trau chuốt được khắc tạc trên bia đá: nghiêm sắc mặt ở triều, lẫm liệt như thanh kiếm mới tuốt, các quan đều tưởng lộ phong thái, 4 biển đều trông thấy uy thành. Đồng thời vua ban sắc phong truy tặng ông chức Thái sư Cương Quốc Công. 2 năm sau khi ông mất, nhà vua cho xây dựng đền thờ ông trên chính quê hương Nghi Lộc để tưởng nhớ, tôn vinh, ngưỡng vọng vị danh tướng, danh thần, kiệt xuất của dân tộc. Hàng năm, vào tháng Giêng, các thế hệ con cháu của Cương Quốc Công đã hội tụ về đây, tổ chức lễ hội Nguyễn Xí ngay tại khu vực đền thờ. Cũng tại đó, những câu chuyện về Thái sư Cương Quốc Công, về đạo hiếu với tổ tông, cũng là hiếu nghĩa với tổ quốc, với nhân dân, được các thế hệ truyền dạy từ đời này sang đời khác. Ở mỗi thời kỳ gắn liền với vận mệnh của dân tộc, đất nước, nhiều thế hệ con cháu của dòng họ đã không tiếc hy sinh, hòa mình vào từng tấc đất, tấc nước, vì độc lập tự do cho đồng bào mình. Họ
sinh ra là hậu duệ của Cương Quốc Công Nguyễn Xí, là đã tự mang trong mình những tâm niệm chính trực, chính nghĩa, sống xứng đáng với thủy tổ dòng dõi, cả đến khi chết đi cũng không được phép làm hổ danh là truyền thừa của võ tướng Công Thần. Thì mong rằng là các em, các con, các cháu sau này nên nhìn vào những cái tấm gương, những người tốt đi trước để mà học tập và nói theo, phát huy cho nó tốt hơn, để cho thì dòng họ chúng ta nói riêng và dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung là luôn luôn phát huy một cách là mạnh mẽ hơn nữa về cái đức tính và cái tinh thần trách nhiệm của một cái dân tộc anh hùng. Gia phả trăm năm còn chép lại, tiền nhân gương sáng nghiệp anh hùng, đạo trời là dựng xây nhân nghĩa, lộc đất tươi hồng bởi chí trung. 600 năm đã trôi qua, hay rồi hàng nghìn năm trôi qua nữa, bản di huấn kỳ lạ vẫn sẽ còn đó, nối dài những dáng dấp của ngày xưa, của hôm nay, của mai sau, mang danh hậu duệ Cương Quốc Công Nguyễn Xí, toát lên sự oai nghiêm, trung nghĩa, hào sảng, chân thành. Thời cuộc có thể đổi thay, nhưng đạo nghĩa đó vẫn sẽ được kể lại và viết tiếp.